xúc động và cũng không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sự chân tình và sự quan tâm và sự quý mến của toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên cũng như là tất cả các anh chị em cán bộ của Vinico ngồi đây. Chắc chắn và sẽ không có gì thay đổi là chúng ta sẽ cùng bước, có thể là sẽ chắc chắn là sẽ rất nhiều khó khăn, nhưng cũng chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Và tôi cũng mong rằng các bạn sẽ luôn luôn đồng hành cùng với cả tôi trên con đường trước.